An xin chào quý cô chú anh chị và các bạn Ở trong cái video này thì An sẽ chia sẻ thông tin về thiền Vipassana Cũng như là cái cơ duyên nào mà An đã tìm đến thiền Vipassana nha Thiền Vipassana được coi như là một dạng thiền Mà khi mọi người vào cái trung tâm thiền Thì mọi người phải ở cỡ chừng ngắn nhất là 3 ngày Nhiều nhất là một tháng hoặc là hơn Cái lần thiền đầu tiên của An thì An ở 10 ngày Cái điểm đặc biệt của thiền Vipassana đó là mình sẽ không có nói chuyện trong vòng 10 ngày, mình chỉ tập trung um, ăn uống, ngủ và cái thời gian mà mình còn thức thì mình sẽ thiền trong im lặng, thiền từ sáng cho tới tối, um, rất là nhiều giờ. Thì cái đó là cái đặc điểm uh, chính của thiền Vipassana. Còn bây giờ thì An sẽ trả lời những cái câu hỏi mà mọi người uh, có thể sẽ hỏi An nha. An xin chia sẻ với mọi người là khoảng thời gian 2019 cho tới nay thì An đã thiền Vipassana được hai lần, mỗi lần là 10 ngày. Có nghĩa là trong 10 ngày đó An sẽ tới một cái trung tâm thiền. Thì trong 10 ngày đó An sẽ không có nói chuyện với ai hết, mình cũng sống chung quanh với mọi người thôi. Nữ thì mình được vào một cái khu ký túc xá nữ, còn nam thì họ ở cái khu ký túc xá nam. Nhưng mà cái phòng thiền thì cả nam lẫn nữ đều có thể ngồi chung nhưng mà có điều là mình ngồi hai bên có nghĩa là nam ngồi riêng một bên nữ ngồi riêng một bên tất cả mọi người đều hướng tới thầy cái cơ duyên mà an tìm thấy thiền về pasana cũng tình cờ thôi đó là em gái của an biết tới thiền về pasana và nói với an trong cái khoảng thời gian 2019 thì an đang làm ở một cái công ty là về mảng marketing sau đó thì cuối tháng 9 ít cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì An quyết định là mình nghỉ việc. À, vì một phần là mình cũng muốn à, nghỉ mệt một chút xíu sau một cái thời gian làm việc căng thẳng. Thì nghe cái à, thông tin về thiền, về Pasana thì An cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội để mà mình à, tập thiền à, vì mình bây giờ thời gian của mình trống, mà mình đâu có chuyện gì làm đâu. Thì An quyết định là bây giờ thôi mình thiền trước, rồi sau đó thì An sẽ quay lại à, xin một cái công việc khác thì khoảng thời gian này là 2019 đầu tháng 12 an còn nhớ khoảng thời gian này à, lúc đó cũng đã gần Giáng sinh rồi mọi người thì trong khoảng thời gian mà à, lễ phục sinh với lại a à không à, lễ tạ ơn lễ tạ ơn và gần Giáng sinh thì an đã tới một cái trung tâm thiền Vipassana à, ở gần nhà Đ đường đi từ nhà cho tới thiền cho tới cái trung tâm thiền đó thì chỉ có một một tiếng rưỡi thôi không có xa lắm vì nó gần nhà như vậy cho nên an cũng quyết tâm thử trước khi đi thì an cũng đã coi rất nhiều video ở trên youtube về một khi mà mọi người chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về thiền về pasana coi nó khó ở cái chỗ nào nó dễ ở cái chỗ nào và cái kết quả mà mọi người đạt được sau khi đã thiền sau 10 ngày thì rất nhiều người chia sẻ là khi mà mình thiền 10 ngày như vậy á ừ uhm, cái khó nhất đó là vượt qua được ngày thứ nhất và cái khó thứ nhì đó là vượt qua được ngày thứ năm vì uh, cái khoảng thời gian này khi mà cái ngày thứ nhất á sau khi mà mình thiền cỡ chừng một ngày rồi vì cơ thể không quen hoặc là mình đã quá quen với những cái tiếng ồn ở chung quanh mình bây giờ bỏ mình vô một cái môi trường mà nó quá im lặng và mọi người chung quanh thì không có làm gì hết chỉ mỗi việc là vô trong phòng thiền rồi thiền thôi và cũng không được nói chuyện với nhau nữa thì với những bạn hoặc là những cá nhân mà rất là thích nói chuyện với mọi người thì họ cảm thấy không có phù hợp cho nên rất nhiều người đã bỏ về ngày thứ hai có nghĩa là họ họ thiền được ngày thứ nhất sau đó họ ngủ một đêm xong rồi ngày thứ hai thì họ bỏ về còn tới ngày thứ năm á cái lý do mà mọi người bỏ về ngày thứ năm là tại vì sau một cái khoảng thời gian thiền từ một ngày cho tới năm ngày á mọi người sẽ phát hiện là ở trong cái cái cơ thể của mình và ở trong cái tâm trí của mình nó có một cái sự thay đổi nhất định và nhiều khi cái đó làm cho mình sợ hoặc là cái đó làm cho mình cảm thấy hoang mang không biết như thế nào giống như là mình tiến vào một cái vùng mới mà mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra về mặt tâm trí và mặt tình cảm về mặt cơ thể luôn thì mọi người thường hay bỏ về ngày thứ năm có nghĩa là ngủ tối ngày thứ tư xong rồi ngày thứ năm là à, đóng gói vô đồ rồi về còn những ai mà trải qua được ngày thứ sáu thì thường thường nếu như mà một người đã đi được 60 phần trăm của chặng đường rồi thì họ sẽ có thiên hướng là họ sẽ hoàn thành cái khóa tu đó cho tới họ sẽ ở cho tới cái ngày kết thúc luôn đó là ngày thứ 10 uhm. <laughs> cái trải nghiệm của An mà An nhớ nhất đó chính là khi mà mình À, bị đặt vào một cái môi trường mà không ai nói chuyện với ai hết, mà mình cũng không quen ai hết ở trong đó và mình à, sinh hoạt cùng với à, những bạn khác, rồi mình ngủ chung phòng, mình ngủ trên cái giường đôi á mọi người. Một phòng như vậy á, thì họ sẽ kê là cỡ chừng bốn giường, có nghĩa là hai giường đơn và một cái giường kép, tổng cộng là có thể ngủ bốn người. cái khoảng thời gian ăn đi á, lúc đó là chưa có covid, đó chỉ là cuối năm 2019 thôi, thì covid chưa có hoàn thành. Sau cái giai đoạn mà Covid hoành hành 2020 trở đi á thì một cái phòng như vậy họ sẽ bỏ vô cỡ chừng một người thôi. Nhưng mà cái lúc An đi á thì phòng đó là à An có thêm hai bạn cùng ngủ với mình, à, ngủ trên những cái giường khác nhau nhưng mà ngủ chung như vậy. Thì ba người ngủ chung trong một phòng như vậy à, thứ nhất á, là mình cảm thấy vui nhưng mà có một cái là mình không có thể nói chuyện được với ai hết là tại vì mình phải ở trong cái tâm trí thiền đó là cái quy định của cái trung tâm thiền thứ hai nữa là à, cái quy định của trung tâm thiền là mình không thể giao tiếp bằng mắt luôn có nghĩa là nhiều khi à, đi ra đi vô ở trong một cái hành lang mà nhiều khi mình cũng muốn à, chào bạn giống như vậy <laughs> nhưng mà mình cũng không được giao tiếp bằng mắt luôn là tại vì cái đó nó họ tin rằng cái cái việc mà giao tiếp bằng mắt nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự bình thản ở bên trong mình và mình sẽ không có tập trung để thiền tiếp. Khi mà An bắt đầu thiền á, cái ngày thứ nhất rất là khó khăn với An là tại vì cái uh, cái lịch ăn uống á, cái cái, uh, cái cái cách ăn uống trong cái lúc thiền á là mình ăn chay mà từ trước tới giờ là ăn ăn mặn không à. Ăn chay thì giống như là hồi xưa ở nhà giống như là gia đình an hay là gia đình ngoại thì à, lâu lâu cũng nấu chay ví dụ như rằm à, hay là đầu tháng hay là sau đó nhưng mà cái việc mà ăn chay khoảng chừng 10 ngày liên tiếp á, thì nó rất là mới so với an nên à, cái à, mình à, mình không có thể mà mình hòa nhập vào cái 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 lối sống mới đó như vậy trong vòng 10 ngày em nhớ ngày thứ nhất em cứ suy nghĩ trời ơi ăn như vậy rồi không biết làm sao rồi mình có chịu nổi hay không khoảng thời gian đó ngày thứ nhất thì không có si nhai gì đâu mọi người là tại vì mình nghĩ ôm chỉ mới là ngày thứ nhất thôi mà nhưng mà cho tới ngày thứ hai á là bắt đầu trong đầu ăn ngồi thiền á nhưng mà ăn nghĩ rất là nhiều về đồ ăn An nghĩ trời ơi sau này mà khi mình mình thiền xong rồi ha là mình sẽ à, mình ăn cá nè mình ăn thịt nè rồi mình nghĩ tới những cái món ăn ừ, của người việt mình ăn chẳng hạn như là thịt khổ tàu cá chiên rồi rau xào rồi canh chua trời ơi ngồi thiền nhưng mà trong đầu là nghĩ những cái thứ vẫn vơ như vậy thôi không có tập trung à, khi mà tập thiền á thì à, những cái ngày đầu rất là khó khăn với an về việc mà mình phải ngồi yên là tại vì cái luật ở trung tâm thiền á là mình à, thực ra họ cũng khuyến khích là mình ngồi yên vì nếu như mà mình cứ nhúc nhích cái phòng nó rất là im lặng, mọi người xung quanh thì đang thiền, nhưng mà mình cứ à, à, quay qua bên trái hay là mình quay qua bên phải, rồi mình tạo ra cái tiếng động thì mọi người sẽ không có tập trung. Nhưng mà nếu mình ngồi lâu á, thì cái chân của an nó bị tê và khi mà bị tê thì an phải đổi tư thế, mình không có thể nào mà mình ngồi lâu quá nửa tiếng được. Còn những cái bài tập thiền á, thì có những lúc là nó kéo dài tới hai tiếng rưỡi, có nghĩa là mọi người có thể thiền từ à, 9 giờ cho tới 11 giờ là tại vì ăn nhớ là 11 giờ là ăn trưa thì mình từ 9 giờ cho tới 11 giờ là mình phải ngồi yên như vậy hai tiếng họ khuyến khích là mình ngồi yên để mà mình tập trung thiền khoảng thời gian đầu rất là khó là tại vì ăn không thể làm như vậy được cứ hở 15 phút ăn bị tê chân là ăn phải thay đổi tư thế thì là thí dụ như mình đang sắp bằng thì bây giờ mình ngồi giống như là mình ngồi à, chéo chân như vậy rồi cái ngồi một chút cái nó tê cái mình lại chéo chân qua bên đây rồi cái khi mà chéo chân không được nữa cái mình lại banh cái chân ra như vậy để cho nó duỗi thẳng như vậy nè rất là uh, khó chịu thì cũng không, cũng không phải khó chịu nhưng mà nó rất là không có thoải mái nhưng mà cái lúc mà mình quay qua quay lại thì mình cũng ráng mình không có tạo ra cái tiếng ồn để mà những cái bạn thiền cùng với mình không có bị mất tập trung xem coi còn có cái khó khăn gì nữa không ha ngoài việc là đói bụng thường xuyên nè thèm đồ ăn mặn nè không thể ngồi yên trong lúc thiền nè và um, cái đó là những ngày đầu tiên thôi là ngày 1, ngày 2, ngày 3 anh biết là nếu như mà mình vượt qua được ngày thứ năm á thì mình sẽ ở luôn cho tới cái lúc mà ngày cho tới cái lúc mà mình ngày tốt nghiệp là ngày kết thúc là tại vì nếu như ai đã trải qua được 60% của cái chặng đường rồi thì họ sẽ cố gắng họ hoàn thành cái chặng đường đó cho tới ngày thứ ba đó thì một cái cô bạn ở trong phòng của an à, là cổ quyết định đi về à, có một cái này an nói sơ sơ qua thôi nha mọi người có nghĩa là khi mà chung quanh chung quanh mình nó quá yên lặng và mình không có một cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái sự tập trung của mình không có tivi không có ai nói chuyện không có không có một cái gì mà tác động ở bên ngoài mà làm cho mình phải sao nhãn hết thì tự động mình sẽ phải bắt buộc mình đối mặt với cái bản thân và nhiều khi nếu như mà trong lòng của mình không có an hoặc là mình có những cái đau khổ nào mà nó nó mình giấu trong lòng bao nhiêu năm nay á thì tự động bạn chỉ cần im lặng có chừng 5 ngày mà không ai quấy rầy không ai nói chuyện với mình thôi là tự động những cái đau khổ đó nó sẽ trồi lên trên cái bề mặt là cái đó là cái mà xảy ra đối với rất nhiều người là vì um, khi mà mình đau khổ đó mình ráng mình ém nó xuống bằng thức ăn nè bằng thức uống nè bằng cách đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa nè rồi người này người kia có thể đi nhậu nè rồi mình lên trên mạng mình lướt facebook mình chơi tiktok rồi mình làm đủ trò hết để mình quên đi cái buồn phiền, cái khó chịu, cái đau khổ đó của mình, giống như là mình ém nó xuống rất là sâu ở trong lòng của mình. Nhưng nếu mà mọi người im lặng được ở chừng mấy ngày mà không có những cái tác động ở bên ngoài, thì tự động những cái đau khổ đó nó sẽ có cơ hội và nó trồi lên. Và khi mà à, một cá nhân mà có quá nhiều đau khổ, cái lúc mà nó trồi lên á, thì mình lại không có thể ứng phó kịp thời mình sẽ bị quấy rầy bởi những cái cảm xúc buồn phiền giận dữ uh, cái quá khứ của mình thì đó là cái xảy ra với rất nhiều người chính vì thế mà họ hay bỏ về trong những ngày thứ nhất ngày thứ hai và ngày thứ ba um, không có cần lâu đâu mọi người ăn ngồi cỡ chân 5 ngày là an bắt đầu thấy những cái buồn phiền khó chịu đau khổ là nó trồi lên rồi thì ở đây An sẽ chia sẻ hai cái khó khăn đó chính là khoảng chừng ngày thứ năm và ngày thứ sáu sau khi đã thiền một cách rất im lặng trong vòng 5 ngày và thiền liên tục liên tục liên tục liên tục sáng thiền chiều thiền tối thiền luôn thì bắt đầu cỡ ngày thứ năm á An không biết tại sao trong cái lúc mà An thiền An còn nhớ bữa đó là thứ là thứ cái ngày thứ năm trong cái chuỗi 10 ngày thiền và hôm đó là khoảng chừng giữa sáng cái khoảng thời gian cởi chừng từ 9 giờ cho tới 11 giờ thôi. Và khi mà An ngồi á, tự động cái An không biết tại sao nước mắt của An nó lại chảy ra mà trong lòng mình lúc đó tự nhiên mình cảm thấy mình mình thương mình một cách dạt dào luôn, mình cảm thấy tự nhiên ở đâu nó có một cái tình thương mà nó thương bản thân mình một cách mà mình không thể kiềm chế được, giống như là cái cảm giác khi mà mình thương một cái một cái con vật gì đó mà nó bị thương vậy chẳng hạn như mọi người ra ngoài đường mọi người thấy một cái con chó nó bị đánh hoặc là giống như vì một cái lý do gì đó nó bị thương ở, ở chân đi ha cái nó đi cài nhắc cài nhắc cài nhắc xong rồi cái mình tới mình đụng nó mình cố gắng là mình ẩm nó lên mình coi cái chân nó có làm sao không nhưng mà nói lại chạy đi là tại vì có thể là cái kinh kinh nghiệm của nó đối với con người á là cái thể cái người chủ của nó hoặc là À, một cái người nào đó ở ngoài đường tự nhiên đánh nó, thành ra khi mà mình tới, mình tới gần nó đó, thì nó lại kêu ẵn 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 ẵn, nó đang rất là đau và nó đang rất là sợ mình. thì cái đó tự nhiên trong lòng mình sẽ uh, phát ra một cái, trong lòng mình tự nhiên mình thương nó một cách, một cách rất là, uh, rất phải nói sao ha, dạt dào luôn đó mọi người và cái cảm xúc đó mình không kiềm chế được nhiều khi mình thấy một cái con gì đó bị thương mình muốn khóc đúng không thì không biết làm sao trong cái ngày thứ năm cái buổi sáng đó tự nhiên an lại khóc nhưng mà cái người mà an thương á thì cái người đó chính là an và an cảm thấy ủa tại sao cái 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 cảm xúc này là cảm xúc của ai tại sao mình lại có cái cảm xúc này mình đang ngồi mình thiền mà mình đang ngồi mình thiền mình đâu có nói chuyện với ai đâu tại sao cái cảm xúc này nó lại xuất hiện ở đây thì đó chính là cái lúc mà những cái buồn phiền những cái đau khổ những cái bất công những cái gì mà mình cảm thấy khó chịu và mình mình buồn về một là cái quá khứ hai là cái cuộc sống hiện tại và những cái những cái vết thương mà nó chưa có chữa lành mình chưa có bỏ cái thời gian ra để mà mình chữa lành những cái vết thương đó vì cái không gian nó quá im lặng và nó im lặng có chừng 5 ngày rồi thì tự động là nó trồi lên mọi người nó đã trồi lên một cách như vậy và cảm xúc tới mình ngăn không kịp. Thì cũng biết ơn là sau cái sau cái cơ hội thiền 10 ngày này thì năm 2020, năm 2021, năm 2022 là An quyết định là mình phải tập trung vào chữa lành cái nỗi đau mà những cái vết thương mà nó chưa lành ở trong cái tâm hồn mình cho tới ngày hôm nay thì An ngồi đây khi mà An có thể chia sẻ cái thông tin này với mọi người thì An có thể cam đoan với mọi người luôn, đó là sau cái khóa thiền lần thứ nhất có thể là nó sẽ thay đổi mọi người theo một cái hướng tích cực. Tích cực là khi mà mình nghĩ tới cái cái đường hướng lâu dài thôi, nhưng mà sau cái khóa thiền đó là mọi người sẽ rơi vào một cái trạng thái gần như là trầm cảm là tại vì mình biết là cái nỗi đau đó, những cái nỗi đau một cái nỗi đau bất kỳ nào đó nó vẫn còn đang hiện diện ở trong cái trái tim mình, hiện diện ở trong cái lòng mình nhưng mà mình chưa có xử lý nó, mình chưa có nhìn vào bên trong để mà mình tìm cách mình giải quyết cái vấn đề, mình cứu lấy cái đứa trẻ ở bên trong. Thì sau cái uh, sau cái 10 ngày đó thì những năm trở về sau là từ 2020, 2021, 2022 là An bắt đầu an chữa lành, chữa lành cái đứa trẻ ở bên trong của An. Nhưng mà cỡ chừng đầu năm 2020 á là nó rất là tệ, là tại vì An phải trải qua một cái giai đoạn trầm cảm là vì mình biết lúc đó là mình biết là mình không thể chối cãi được mình không thể chối cãi với bản thân mình được là vì bản thân của mình nó đã cho mình thấy là trong lòng mình đang đau khổ thì cái cảm giác đó rất là tồi tệ mình sẽ trải qua một cái thời gian trầm cảm mà mình cảm thấy rất là thương cho bản thân mình tại sao là nó lại xảy ra như vậy tại sao nó lại mình có những cái buồn phiền gì mà mình chưa có giải quyết thì cái đó là cái ngày thứ năm nó đã mang lại cho an ha An muốn chia sẻ một chút xíu như vậy thôi. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có những cái câu hỏi gì về cái cảm xúc mà nó nó trào dâng trong cái ngày thứ năm hoặc là ngày thứ sáu, tùy theo mọi người thôi nha. Có thể là là mình sẽ phải đối diện với cái cảm xúc này có chừng ngày thứ ba hay ngày thứ tư thôi. Mỗi người mỗi khác nha. An không thể chắc chắn là nó sẽ trào dâng lên vào ngày thứ năm. Nhưng mà cái đó là cái đã xảy ra đối với an. Thì em muốn chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn ở đây cái thứ hai nữa đó là à anh có thể chia sẻ với mọi người cái lần thứ hai mà an đi thiền về pasana có nghĩa là năm cái lần đầu tiên là an đi cỡ chừng cuối năm 2019 cái lần thứ hai là an đi vào năm 2023 cỡ chừng đầu tháng 8 thì có một sau khi mà cái lần thứ hai á thì an không còn có cái cảm xúc chào dân vào cái ngày thứ năm mình thiền nữa là vì những cái mà buồn phiền bực dọc tức tối những cái sân si của mình những cái đau khổ của mình những cái vết thương của mình an đã chữa lành trong trong những năm về trước rồi có một cái mà an lưu ý và an phát hiện á là cái cơ thể của an trong cái khoảng thời gian mà an thiền lần thứ hai về pasana đó là cũng khoảng trong chừng ngày thứ năm gọi là ngày thứ sáu á thì tự nhiên cái nửa đêm là an ngủ không được. Có chừng tối thứ năm chuyển sang ngày thứ sáu á, có chừng một hai ba giờ đêm, một hai ba giờ khuya đó là tự nhiên trong 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 người mình nó ngủ không được và nó cảm thấy rất là bồn chồn. Lúc đó đó thì an uh, niệm phật, đó có nghĩa là an 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 niệm quan thế âm bồ tát, an cứ nói uh, quan thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn ăn cứ làm như vậy có chừng 15 phút thì cái cảm giác bồn chồn đó nó mới hết thì ăn không biết là cái chuyện gì xảy ra có thể là mình đã mở một cái uh, một cái cổng nào đó ở trong cơ thể của mình và cái cái cơ thể của mình lúc đó có thể là nó yếu hoặc là nó nó không biết chuyện gì đang xảy ra rồi cái nó cứ hoang mang như vậy hoặc là cái cái hốt môn của mình nó làm sao lúc đó nhưng mà ăn cái giải pháp của an đó, đó là niệm qua cái âm bồ tát và rất là hiệu nghiệm nha mọi người khi mà ăn làm như vậy á cỡ chừng 15 phút thôi là mọi thứ nó đều dịu trở xuống và ăn có thể ngủ lại được. Để trả lời câu hỏi này thì An xin kể một cái câu chuyện ngắn ngắn trước khi mà An tham gia cái khóa thiền Vipassana lần thứ nhất. Đó là An tò mò không biết là cái người nào đã tốt nghiệp Vipassana mà họ có thể họ đăng cái video có thể là họ đăng cái video trên lên trên YouTube họ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình hay không thì anh quyết định là anh tìm những cái video đó thì có một cái video theo anh nghĩ thì rất là vui là tại vì cái 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 anh đó anh nói về cái kinh nghiệm về Thasana của ảnh nhưng mà nhưng mà anh nói rất là chậm có nghĩa là bình thường á cái cái cái, cái tốc độ nói của mình á là giống như vậy đúng không như vậy là bình thường không có quá nhanh không có quá chậm rất là bình thường nhưng mà cái học viên mà họ đã tốt nghiệp cái khóa bị passana đó không biết vì lý do gì họ nói chuyện rất chậm có thể là vì khi mà mình mình thiền trong cái quá trình đó cái cơ thể của mình nó biết là ồ không có phải ừ, cực khổ mà mình cứ ừ, cứ bắt cái cơ thể của mình nó quay theo một cái nguồn sống rất là nhanh giống như là uh, phải làm cái này phải làm cái kia bận rộn rồi mình lo cái này lo cái kia uh, ở uh, ở chỗ làm như thế nào rồi về nhà như thế nào nhiều khi là mình đi quá nhanh mình bắt cái tâm trí của mình nó hoạt động quá nhanh mình bắt cái cơ thể của mình nó phải đi theo mình với một cái tốc độ quá nhanh như vậy đối với những cái người thiền sau khi mà họ bước ra khỏi cái trung tâm thiền đó thì an cảm thấy họ nói chuyện rất chậm và an thấy cái này nó nó xảy ra đối với an luôn sau khi mà an tốt nghiệp cái khóa thiền lần thứ nhất đó khi mà cái anh này ở trên cái video youtube á ảnh review á thì ảnh nói ảnh nói nói bằng tiếng anh nha tại vì cái người đó à, là người ngoại quốc nhưng mà nếu như mà an có thể à, bắt chước lại cái cách mà ảnh nói á thì ảnh nói chuyện như vậy nè thiền việt rất là tốt Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với mọi người cách thiền và những gì mà mọi người có thể gặt hái sau cái khóa thiền này nha. Rồi sau đó đó có những lúc ảnh nói xong cỡ chừng hai ba câu thì ảnh nhìn mông lung xa xa giống như là tự nhiên cái ảnh quay đầu đi chỗ khác cái ảnh nhìn xa xa. Cỡ chừng 5 giây giống như vậy nè mọi người xong rồi cái ảnh quay lại ảnh nói tiếp và sau đây là những thứ mà mọi người có thể à, chuẩn bị để mình lên cái trung tâm thiền những thứ mà mọi người có thể mang theo thì đó cái đó là an cảm thấy rất là thú vị và vui là tại vì ô không lẽ là sau khi thiền thì mình nói chuyện chậm như vậy sao cái lúc mà mình hòa nhập lại với lại cái xã hội bên ngoài thì không lẽ mình sẽ nói chuyện như vậy sao <laughs> cái điều đó xảy ra đối với an sau khi mà an hoàn thành cái khóa thiền 10 ngày nhưng mà nó nó không có lâu cỡ chừng một hai ngày là bắt đầu là mình phải quen lại với lại cái cuộc sống ở bên ngoài rồi cái quần quay xã hội ở bên ngoài thì mình cũng phải nói nhanh là một chút xíu à có một cái nữa mà an muốn chia sẻ đó là vì ăn ăn mặn trong suốt thời gian từ lúc mà um, ăn chay chỉ chẳng qua chỉ là vì gia đình nấu chay cho ngày mùng 1 hoặc ngày rằm thôi thì ăn mới ăn theo nhưng mà cái lúc mà an bắt đầu thiền á, là năm đó an 31 tuổi bây giờ thì an 35 tuổi rồi năm đó thì an 31 đúng rồi mới vừa cán mức 31 tuổi luôn có nghĩa là 31 năm không chưa bao giờ ăn chay mà ăn 10 ngày liên tục như vậy mình nghĩ là cái cơ thể của mình nó sẽ không có chịu được mà ăn chay ăn ăn rất chay và thô nha có nghĩa là sáng mọi người có thể ăn những cái thứ giống như là ngủ cốc rồi uống sữa vậy thôi rồi buổi trưa thì mình ăn những cái món như là à, mỗi ngày một mỗi ngày có nhiều món khác nhau thì mọi người có thể ăn salad mọi người có thể ăn cơm, mọi người có thể ăn rau luộc rất là đạm bạc là cái mục đích mà mình ăn chay nó đạm bạc như vậy là vì những cái chất dinh dưỡng ở trong cái đồ ăn chay đó những cái chất phải đó là chất hóa học hữu cơ ha nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó điều hòa cái nội tiết tố và khi mà mình không có bị quấy rầy bởi những cái hormone mà mình không muốn nó quấy rầy mình trong cái quá trình mà mình thiền á thì nó sẽ dễ hơn để cho mà mình thiền mình tập trung. Còn buổi tối á thì học viên mà nếu mà ai mà là học viên đầu tiên á chưa thiền bao giờ á, thì sẽ được ăn một trái táo với một trái cáo một trái cam một trái chuối gì đó nói chung là một cái loại trái cây và mình được uống uống trà mình được bỏ sữa vô trong cái trà đó hay mình bỏ sữa vô trong cái cà phê đó. Nhưng mà nếu mà là đã là học viên đi nhiều khóa rồi á thì cái luật cho học viên cũ á, là buổi tối không có ăn luôn có nghĩa là mình cái, những cái người đó là phải trải nghiệm lên cái level một bậc nữa thì à, đầu tiên ăn những cái ngày đầu những cái ngày đầu tiên em cứ nghĩ cho ăn vậy rồi <laughs> cái cái câu thiệt sự trong đầu ăn nghĩ lúc đó là ăn vậy sao sống chơi làm sao mà mình chịu nổi được 10 ngày nhưng mà sau cái 10 ngày đó sau khi đã trải qua được 10 ngày đó rồi thì mình nghĩ là mình cũng ăn chay được đó chứ bộ mình ăn chay trường nhiều khi mình ăn chay trong cái khoảng thời gian dài được luôn và à, cái kinh nghiệm đó xuyên à, suốt trong cái cái khoảng thời gian từ 2019 cho tới 2023 thì An chưa có bắt đầu ăn chay trường nhưng mà vì mình có được cái tự tin là mình có thể ăn chay trong một cái khoảng thời gian dài được cho nên bây giờ An đã là người ăn chay trường An bắt đầu ăn chay từ tháng 2 năm 2024 mọi người và An sẽ quay một cái video khác để mà An chia sẻ cái kinh nghiệm bắt của người mới bắt đầu ăn chay trường để mọi người tham khảo nha uhm. như đã như an đã chia sẻ ở <laughs> như an đã chia sẻ ở cái câu hỏi trước đó là bắt đầu từ ngày thứ năm trong cái chuỗi ngày thiền đó là an bắt đầu an cảm thấy trong lòng mình an biết là cái đau khổ nó bắt đầu là nó trồi lên trên bề mặt và nó cần mình giải quyết thì cái đó là một trong những cái trải nghiệm sâu sắc nhất còn à, cái trải nghiệm đó nó đã dẫn an tới những cái chuỗi ngày sau này và cỡ chừng 3 năm về sau luôn là an bắt đầu an quyết định không được mình muốn hạnh phúc và nếu như mà mà cái 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 nhân duyên của mình cái cái nhân duyên của mình mình có cái duyên mà mình được tiếp cận một cái khóa về pasana như vậy để mà mình không còn chối cãi là mình không hạnh phúc nữa thì thôi cái con đường của mình đi nếu như chắc chắn tương lai mình sẽ hạnh phúc thì mình không thể nào mà mình đình trệ cái quá trình mình chữa lành cái vết thương ở trong lòng mình được nếu như mà nếu như mà trước sau gì cũng hạnh phúc thì thôi mình hạnh phúc sớm. Bây giờ mình bỏ ra cỡ chừng 3 năm, mình mình nghe nhiều video chữa lành rồi mình tập mình đối diện với lại cái nỗi đau rồi mình tìm cách từng bước từng bước một, từng bước rất là nhỏ thôi, mình điều chỉnh cái cái tâm trí của mình rồi mình tha thứ cho những người mà mà mình mà mình cảm thấy rất là tức giận hoặc là mình buồn bực người đó rồi những cái mà sân si ở bên ngoài mình cố gắng mình không có để cho nó ảnh hưởng mình nữa mình tập cho cái tâm mình nó an tới cái mức mà tối đa mà mình có thể làm so với đối với cái 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 năng lực của mình ở từng thời điểm thì cái đó là trong vòng 2020 cho tới 2022 là an đã tập được cho mình thì cái thông qua cái khóa về này nó như là một cái cách cổng mà nó mở ra những cái cơ hội rất là quý giá để mà ăn nhìn lại bản thân và ăn xây dựng mình thành một cái phiên bản tốt hơn. Và bây giờ ăn có thể tự tin nói với mọi người là có thể vịtasana không dành cho mọi người, nhưng mà nếu như mà nó có nó 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 cầm được một nó đóng vai trò như là một cái chìa khóa mở ra cái cánh mở ra cái cánh cổng đó thì tại sao không? Mình cũng có thể mình thử sức của mình ở vipassana mình thiền 10 ngày thử xem cái kết quả nó như thế nào còn cái mà khoảnh khắc đặc biệt thứ hai á là cỡ ăn nhớ cái lần thiền đầu tiên đó cỡ chừng khoảng uh, uh, ngày thứ sáu hoặc ngày thứ bảy á cái lúc đó đó em nhớ có một lần ăn ngồi kế bên một cái cửa sổ kiến em nhìn nó ra bên ngoài ăn uh, nghĩ ô mình sống như vậy cũng được mà mình đâu có cần phải ồn ào đâu mình sống như vậy mà mình sống cỡ chừng ừ cỡ chừng 20 ngày cũng được sống cũng chừng một tháng cũng được đúng không thứ nhất là làm mình có lương thực nè đâu phải là mình đói khác đâu thứ hai mình có một cái chỗ mà rất là an toàn và chung quanh thì mọi người đều hướng tới một cái điều thiện mọi người đều thiền với mình và cái tâm họ rất là an đâu có ai nói những cái lời gì à, uh, mà khiến cho mình bị sao nhãn đâu có thể là à, uh, cũng tùy tùy vào mỗi người nha mọi người mọi người đều có những cái đau khổ riêng nhất định và nó tạo ra cái sân si ở trong lòng nhưng mà khi mà đặt tất cả mọi người vào một cái môi trường mà ai cũng phải im lặng hết không ai được nói một cái lời nào hết vì nó phạm luật ở trong cái khu vực đó thì không có ai có thể nói những cái lời gì mà nó khiến cho cái sân si của mình ở trong lòng nó có thể tác quay tác quái được thì cái đó là một cái môi trường rất là uh, đặc biệt rất là uh, Nói chung là ý, lý tưởng để mà mình cố gắng mình tập trung mình thiền mà mình thiền với những cái bạn thiền ở chung quanh mình Khi mà mình thấy người ta thiền tự nhiên cái mình cũng muốn thiền mình thấy cái ngồi cái chị đó ngồi trước mình mà chỉ ngồi yên dễ sợ thì mình ngồi phía đằng sau mình cũng rác mình tập mình ngồi yên như chỉ mình chưa ngồi được 15 phút thì bây giờ mình ngồi 10 phút thôi rồi cái mình đổi chân rồi cái mình ngồi thêm cỡ chừng 10 phút nữa rồi cái mình lại tiếp tục mình ngồi thêm ngồi thêm như vậy khi mà mọi người cùng thiền với nhau á nó tạo ra một cái cộng đồng cho dù là không ai nói chuyện với ai hết nhưng mà nó tạo ra một cái à, một cái cảm giác liên thông rất là im lặng thì cái đó là một cái rất là hay cái lúc mà an ngồi ở ở một cái chỗ à, vang, không phải vắng ngồi trong cái phòng thôi nhưng mà an nhìn ra cái cửa sổ đó thì An cảm giác là mình có thể sống như vậy được, mình đâu có cần cái điện thoại của mình đâu. Vì cái những những người mà trẻ như An á, thì không phải là lớn lên cùng điện thoại, là tại vì khi mà à, cái giai đoạn mà An còn nhỏ đó, thì mình còn mình vẫn còn xài điện thoại cục gạch, sau đó rồi cái mình xài điện thoại Nokia à, màn hình thì không phải là không phải là điện thoại thông minh, nhưng mà cái khoảng thời gian từ cái lúc mà điện thoại thông minh được sản xuất và được Uh, um, được 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 uh, giới thiệu phổ biến tới công chúng á thì những người trẻ như An á, thí dụ mà không không dùng điện thoại thông minh để làm việc, để nói chuyện với sếp, nói chuyện với đồng nghiệp thì cũng dùng điện thoại thông minh để check email nè, rồi nhiều khi rảnh quá không có chuyện gì làm lên YouTube coi coi video nè, rồi nhiều khi chơi game nữa, cái cái điện thoại thông minh á nó giống như là một cái con dao hai lưỡi vậy nó có thể giúp mình làm những cái việc mà rất là có có ích rất là có giá trị chẳng hạn như là à, cái điện thoại của an ở đây nè là nó giúp an có thể thâu một cái video à, để mà an post lên youtube chia sẻ thông tin với mọi người nhưng nếu như mà cái điện thoại này mình sử dụng để mà mình à, mình mình làm gì ta mình à, mình mình chat chip với bạn với 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 bạn bè rồi cái mình chơi mình chơi game thì thì đây cũng đây đây cũng là là một người thích chơi game lâu lâu cái ăn hay hay chơi giống như là chơi những cái trò chơi hồi xưa nhưng mà bây giờ họ tạo ra những cái app để mà mình chơi là những cái trò chơi hồi xưa đó giống như là xếp hình hay là hay là uh, chơi mà uh, cũng cũng có nhiều 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 cái nhiều cái dạng trò chơi để mà nó 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 làm cho mình phân tâm mình tốn thời gian lắm nhưng mà cái 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 lúc mà ăn ngồi mà ăn nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy một cái ngày nắng rất là đẹp á thì an suy nghĩ á là ồ thật ra là mình cũng không cần cái điện thoại của mình đâu thiếu nó mình cũng không có bị gì hết thiếu nó mình cũng không có chết thì cái đó là cái mà an phát hiện trong cái khoảng thời gian mà an thiền được ở chừng sáu bảy ngày ở cái trung tâm thiền đó à, um, sau cái cái lần cái lần mà tu thiền và tu về lần thứ hai là đầu tháng 8 năm 2023 đó lúc đó đó thì an an khi mà an ở trung tâm thiền á thì an có nghe mọi người nói là ô cái khóa thiền tiếp theo á là nó chỉ cách cái khóa thiền này đâu chừng hơn một tuần thôi một tháng như vậy á, là có, có 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 một tháng như vậy là có cỡ chừng hai khóa thiền thì an thiền trong cái giai đoạn mà cái cái khóa thiền lần thứ nhất nó diễn ra thì mọi người hỏi á là những sinh viên những học viên cũ á, họ được à, họ hợp lệ để mà họ quay lại để mà họ làm tình nguyện viên thì à, tình nguyện viên nó cũng có nhiều loại nhưng mà chủ yếu á, là mình sẽ tình nguyện để mà mình nấu ăn cho những cái người thiền ở cái khóa tiếp theo mình sẽ được à, nấu ở trong cái nhà bếp rồi à, mình à, mình ngủ thì mình ngủ chung với lại à, phải ăn nhớ coi ha à thì 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 mình cũng có một cái căn phòng ở trong cái ký túc xá bình thường thôi mình cũng ngủ ở những nơi học viên ngủ nhưng mà thay vì á cái giờ giấc mà học viên họ còn ngồi thiền hay là họ còn à, còn còn ngủ á thì mình phải thức dậy đó mà mình nấu đồ ăn. Thì một một lần một lần làm tình nguyện viên như vậy á trong cái nhà bếp đó là khoảng chừng 4 tới 5 bạn làm tình nguyện viên. À, và mình sẽ giống như là chia chia cái công việc ra. Mình à, rồi cái mình làm ví dụ như ai nấu cái này, ai nấu cái kia rồi sau khi học viên ăn thì mình phải rửa chén mình bưng mình bưng những cái chén dơ ở trên cái phòng ăn xuống mình rửa chén rồi mình quét nhà rồi để coi mình còn làm gì nữa ha thôi phần lớn là nấu ăn thôi mọi người đó à, thì an quyết định là an quay lại và an ở 3 ngày ở đó à, là tại vì cái thời gian nó không có cho phép chứ nếu mà nó cho phép thì an ở tới 10 ngày rồi nhưng mà an chỉ ở 3 ngày thôi À, rồi sau đó thì An về lại à, nhà của An. thì trong cái khoảng 3 ngày thời gian đó thì An học được rất là nhiều. đó chính là à, về à, sinh hoạt đội nhóm. À, vì cái à, cái à, cái công việc á, những cái cái quá trình mà mình sinh hoạt á, nó cần một cái sự liên kết với nhau để cho à, cái công việc nó chạy thứ hai nữa đó là nếu như á, mà mình không có làm một cách tốt nhất á, thì học viên á, một là họ trễ đồ ăn là tại vì học viên họ theo một cái cái lịch rất là kín rất là xích sao luôn cứ hở 11 giờ là họ phải ngồi vô bàn họ ăn để mà họ họ có thể đi thiền tiếp thì mình không thể nào mà mình trễ được rồi thí dụ buổi sáng cái giờ đó là giờ họ ăn mình nghĩ là ô chỉ có nấu ăn thôi mà đâu có cái gì mà nó nó khó lắm đâu nhưng mà khi mà mình làm việc nhóm nè rồi khi mà mình phải nhớ cái này nhớ cái kia rồi rồi mình phải bày đồ ra như vậy á thì nó cũng mình sẽ gặp một, một số khó khăn nhất định à, thứ nhất là về mặt kỹ thuật thứ hai là về mặt giao tiếp đúng không à rồi nhiều, nhưng mà có một cái em thấy rất là hay đó chính là à, những cái lúc mà ở trong đội nhóm á nó có những cái xung đột mà nó không không nên có À, một phần á là vì à, cái tôi quá lớn em cảm thấy là à, trước khi ăn nói tới đó nha thì an có thể chia sẻ cái à, cái tư duy của an một chút xíu để cho mọi người à, hiểu cái, cái 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 mà an muốn nói là gì nha cái này chỉ là cái tư duy của an thôi và cái này là việc cá nhân của an thôi nó không có mang tính chất xác thực đâu nha mọi người em nghĩ là ăn chay và thiền nó chỉ là một phần của tu thôi mọi người. Những cái còn lại là mình phải tự trong cái cái lòng của mình và mình phải biết tự giác mà mình tu tập. Có nghĩa là ăn chay là một chuyện, mình ngồi xuống mình thiền là một chuyện, ăn chay thực ra cũng không có khó lắm. Mình ép mình ăn chay khoảng thời gian đầu nhưng mà sau những những cái lúc sau á thì nó rất là dễ. Thiền khoảng thời gian đầu ngồi xuống rất là khó khăn vì mình thích nhúc nhích nhưng mà cái khoảng thời gian sau rất là dễ nhưng mà thiền với ăn chay chẳng qua nó chỉ là hai cái công cụ hỗ trợ cho cái phần tu tập của mình mà ăn chay không nghĩa không có nghĩa là mình sẽ không có nói những cái lời hay ý đẹp mình có thể nói những cái lời rất là sân si mình ngồi mình thiền một khoảng thời gian để cho cái tâm mình nó tịnh lại nhưng mà không có nghĩa là mình đứng lên là mình là mình thành phật không có như vậy nó không nó, nó cái đó không phải là cái cách mà nó vận hành ta ai nghĩ 80% phần trăm còn lại là cái tu tập cái 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 à, à, mình phải nói ra là cái cái gì ta một phần là tu tập thứ hai là cái ý chí của mình và thứ ba nữa là cái tính kỷ luật và tự giác của mình để mà mình hướng thiện mình hướng tới những cái điều tốt nhất thì thì những bạn trong đó có an nữa và trong cái khoảng thời gian đó an cũng phát hiện ra là mình cũng còn rất là sân si có nghĩa là mình có hỷ nộ ái ố mình có hết tất cả những cái cảm xúc mà một con người có thì thì khi mà làm việc đội nhóm như vậy á thì những cái những cái vùng uh, uh, vằng hay là những cái nhiều khi nó nó cái, nhiều cái tôi nó va chạm với nhau em còn nhớ là cái khoảng thời gian đó thì ai cũng muốn là mình là sếp ở trong cái bếp đó có nghĩa là là mình bỏ tất cả à, nhiều bạn lại cùng với nhau và mình nói ok các bạn này mình sẽ nấu ăn cho những cái cái người bạn khác thì tự động ở trong cái bếp đó là à, có một số bạn là muốn là ô tôi tôi là thủ lĩnh của cái nhóm này tôi sẽ nói cho các bạn là bạn làm cái này bạn làm cái kia rồi cái tự nhiên cái nó lại à, ờ à, tự nhiên cái cãi nhau nó không có đáng và cãi nhau tới mức mà la lối luôn á mọi người thì lúc đó An mới phát hiện ra là cho dù là mình đã tiếp cận tới cái việc thiền định rồi và mình đã biết ăn chay rồi chưa chắc là mình hết sân si có nghĩa là sân si nếu mà muốn bỏ cái sân si là phải tu tập dữ lắm thì cái đó là cái mà An phát hiện thì sau cái chuyến mà an à, tình nguyện à, để phục vụ ở trong bếp á để làm phục vụ trong bếp á thì về nhà là an quyết định là không thể như vậy được, mình phải cố gắng là mình rất là mình nhìn cái sân si của mình rất là kỹ và mình sẽ không để cho những cái cảm xúc sân si của mình nó ảnh hưởng tới người khác hoặc là để cho những cái sân si của người khác nó ảnh hưởng tới mình và sau đó là nó lại dẫn tới một cái chuỗi thời gian mà bắt đầu là an 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 nghe nhiều video hơn và an anh tập để cho mình cảm thấy cảm à, tập để cho mình cảm thấy bình an hơn thì đó là an chia sẻ cái kinh nghiệm của an ha à, an cũng không có lời khuyên gì đâu mọi người an chỉ muốn thông qua cái video này an chia sẻ cái kinh nghiệm của an thôi có thể là kinh nghiệm của an sẽ rất giống với lại những gì mà mọi người sẽ trải qua nó nhưng mà mọi người quyết định à, đi thiền về phát có thể là sẽ không giống chút nào hết luôn anh chỉ um, có thể nhấn mạnh những cái điểm mà mọi người nên lưu ý để mà ngồi biết để mà mọi người biết à Ví dụ như tới ngày thứ hai là mình ai mà 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 đã ăn mặn thường xuyên mà chưa khơ chưa có bắt đầu ăn chay à, liên tục trong vòng 10 ngày đó, có thể là cơ thể là nó sẽ cảm thấy giống như là là rất là khó chịu nó bực mình nó bức rứt thì cái đó là mọi người nên lưu ý thứ hai nữa là khoảng cỡ chừng ngày 5 tới ngày 6 thì có thể là sau một cái khoảng thời gian mà nó quá im lặng ở chung quanh mình thì tự nhiên mình sẽ bị bắt buộc phải đối diện với những cái cái sân si của mình <laughs> những cái cảm xúc mà từ trước tới giờ mình trốn chạy mình không muốn đối diện thậm chí là mình mình bác bỏ luôn có nghĩa là mình 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 mình, dô, mình tự dối lòng á là mình không có những cảm xúc đó thì khi mà mọi người đặt, bị đặt vào một cái môi trường mà nó quá im lặng và cứ hở sáng thiền tối thiền sáng thiền chiều thiền tối thiền liên tục như vậy có chừng 5 ngày thì tự động những cái cảm xúc đó nó sẽ nổi lên trên bề mặt và mọi người sẽ phải à, biết cách mà mình mình đối phó với nó thì chỉ có như vậy thôi. Em à, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này nha. Em hy vọng là mọi người thích cái thông tin mà em chia sẻ. Em cũng hy vọng là sau cái video này mọi người à, nếu như mà mà thích cái à, cái à, cái cơ hội để mà mình thiền về Pasana đó thì mọi người có thể lên trên mạng và mình tìm hiểu thêm về cái lối thiền này cộng thêm là mọi người sẽ nghiên cứu ở gần cái nơi mình sống có một cái trung tâm thiền nào hay không vì cái mạng lưới thiền về Passana rất là rộng lớn chẳng hạn như bây giờ an ở mỹ ha ở tiểu bang minnesota của an thì không có trung tâm nhưng mà cái tiểu bang kế bên cạnh ở phía bên phải là wisconsin thì lại có một cái trung tâm có nghĩa là những cái trung tâm đó cho dù là nó phân bố rải rác ra và cách xa nhau nhưng mà nếu như mà mọi người cần tới một cái trung tâm nào đó thì cũng không khó để mà tìm đâu nha những cái thông tin đó đều ở trên mạng hết thôi cái video này đã dài em cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này và em chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày vui vẻ bình yên và hạnh phúc tạm biệt